tay trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình. Không. Vâng, xin được mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với lượt thi đấu chung kết. Hiệp đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Cặp đấu giữa câu lạc bộ Lao Phổi Thanh Tài và câu lạc bộ Tâm Nhỏ. Tài Côn. Thanh Tài là người đã đưa ra cú đá cuối cùng. Đường chuyền hướng đến vị trí của Tăng Hà Gia. Nhật Tân. Tài Côn. Minh Luân. Đường chuyền hơi mạnh của Văn Tuyền. Đá biên lên, nỗ lực của anh Ba. Tăng Hà Gia. Anh Ba. Thanh Tài. Đây là trận chung kết của lứa 2004 và 2005. Ở mùa giải này, tuần thi đấu thứ hai thì có 4 đội tham dự: câu lạc bộ Tâm Nhỏ và câu lạc bộ Lao Phổi cùng với Kingsport và câu lạc bộ Friend. Qua đá biên. Minh Luân. Hoàng Hưng. Tài Côn. Minh Luân. Thanh Tài. Minh Luân. Anh Ba. Minh Luân. Tài Côn. Rồi, xin chào Nguyễn Phú cùng với người đặc biệt của mình. Anh Ba. Tài Côn là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật phía hình của Lao Phổi trong mùa giải năm nay. Minh Luân. Thanh Tài. Các cầu thủ của câu lạc bộ Soccer và câu lạc bộ The Spear cũng đã dần dần có mặt tại sân. Hoàng Hồ, Tâm Nhỏ, Minh Tâm. Minh Tâm cũng thi đấu cho câu lạc bộ New Lup nữa bạn. Đường chuyền của Thượng Phát. Thanh Tài. Rồi, cảm ơn Huỳnh Minh Thiện nha. Bây giờ Nguyễn Châu, chia sẻ đi Châu. Anh Ba. Nhật Tân. Minh Luân. Thanh Tài. Minh Tâm. Hoàng Hưng. Thượng Phát. Minh Luân. Anh Ba. Bóng lại chạm vào chân của thủ thành Minh Tâm.
Sau trận đấu này cũng có sự góp mặt của anh Minh Hoàng nữa bạn. Người ta đồn là anh Minh Hoàng đá chân dữ lắm nha mấy anh em. Thành tài. Thuận Phát. Tâm nhỏ. Đại hỷ lá bài tẩy của Tâm nhỏ đã được tung vào sân. Tăng Ha Sa. Đường chuyền hay mạnh. Đường chuyền của Hiếu Trung. Thành tài. Ở trong trận đấu của Aliwan 2 đã vượt qua được các cầu thủ của Việt Úc với tỷ số không tưởng mấy bạn. Đá biên Đại Hỷ. Tổ trọng tài bàn lật hết số luôn mà cũng chưa đủ đó bạn. Hiếu Trung. Nhật Tân. Không vào. Bóng đã chạm vào chân của thủ môn Hoàng Hưng. Thành tài. Minh Luân. Thượng Phát. Rồi xin chúc mừng cho Hiếu Danh. Minh Tâm. Thượng Phát. Tâm nhỏ. Minh Luân. Thành tài. Trận thi đấu chung kết giữa câu lạc bộ Tâm nhỏ và câu lạc bộ Lao Phổi đã trôi qua được hơn 5 phút rồi bạn. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Hoàng Hưng. Vâng. Khán giả cho rằng các bạn trẻ này còn thi đấu hay hơn một số đội bóng vào sáng ngày hôm nay. Hiếu Trung. Nhật Tân. Xô có chút xíu mình lần la quá mấy bạn. Đã biên lên. Minh Luân có thể là tiền nhân của Trần Minh Trung rồi bạn. Hiếu Trung. Thượng Phát. Anh Ba. Anh Ba đối đầu với Đại Hỷ. Thượng Phát. Đã biên. Minh Luân. Nhật Tân. Tân Ha Gia. Tân Ha Gia giữ bóng hơi lâu trong tình huống vừa rồi. Xin chúc mừng cho các bạn của Mau Cải Bắc đã có được danh hiệu đầy cảm xúc ở trong tuần thi đấu thứ hai. Anh Ba. Vâng. Hồi nãy là Kiệt Mèo thấy đang gác giả bộ đá ngoài cho đều dễ đá hơn các bạn. Đá biên cho anh Ba. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở Mó Cái Bắc 2-3 tuần nữa nha. Minh Luân. Cảm ơn Kiệt Mèo 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 Mèo. Hiếu Trung. Đại Hỷ.
Nhật Tân. Tân Hà Gia. Thanh Tài. Bây giờ chỉ có anh Nhọn Xe Lô mới cứu được Khoa Bổn thôi bạn. Anh Ba. Không vào. Chiến mã của Khoa Bổn và Kiệt Mèo nãy giờ lạnh quá. Khánh Huy. Minh Lân. Vẫn còn. Bóng đá ba chân của Tâm Nhỏ. Hiếu Trung. Rồi, cảm ơn Giang Thịnh Messi nha. Giang Thịnh của Quang Vũ cho Thành Tài. Nhật Tân. Lỗi kéo người cùng với Tài Côn. Khánh Huy. Khánh Huy. Khánh Duy là người đã băng cắt. Hiếu Trọng. Hiếu Trung. Tân Hà Gia. Nhật Tân. Đầu góc. Minh Luân. Nhật Tân. Hoàng Hân. Khánh Huy. Chân phải đau góc cho Khánh Huy. Phản công. Nhật Tân. Chưa có bàn thắng. Hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 0-0. Chúng ta cùng gọi là nhau vào 2.
trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần đất nào yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Trong tay ra sân, cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi. Rồi, xin chào khán giả mới trở lại xem nha. Hiệp đấu thứ hai, trận thi đấu chung kết giải bóng đá High School John Talon Bến Tre. Lửa 2008-2009 với sự góp mặt của câu lạc bộ Lao Phổi và câu lạc bộ Tâm Nhỏ. Nóng lên. Khánh Huy. À đây là lứa 2004-2005 các bạn. Ngoài câu lạc bộ Tập Nhỏ còn có Lao Phổi, Kisbox và câu lạc bộ Friend. Đã có lỗi. Ngọc Trực là người đã bị phạm lỗi, sẽ là một cơ hội dành cho đại diện của huyện Bình Đại, câu lạc bộ Tâm Nhỏ. Trong mùa giải này, Bình Đại có hai đại diện đó là Kisbox và Tâm Nhỏ tham gia. Từng thi đấu thứ hai của tháng 5, đội bóng nào giành danh hiệu vô địch của từng thi đấu này sẽ đồng nghĩa với việc có được tấm vé vào vòng chung kết tháng. Hàng rào đã cản phá được cú đá vừa rồi. Khánh Huy. Hoàng Trung. Nhật Tân. Quả đá biên. Khánh Duy là người trả bóng cuối cùng. Khánh Duy. Khánh Huy. Phong lên. Tăng Hà Gia. Minh Luân. Khánh Huy.
đang bật lên. Nhật Tân, Hiệu Trung, và chỉ điểm rất tốt của Nhật Tân. Tỷ số bắt ra không đều nha bạn. Hoàng Hưng, Khánh Huy, Hoàng Trung, Khánh Duy đã băng vào, tuy nhiên là đường chuyền hơi mạnh so với đà di chuyển của chân sút mau số 7. Tâm nhỏ, lỗi cao chân của Nhật Tân. Khánh Huy đá một góc cho Khánh Duy. Trùng Ke, Khánh Duy, Khánh Huy, Minh Luân, thứ hai, Tâm nhỏ, Hoàng Trung, Khánh Huy, dứt điểm. Ở trong lượt trận chung kết này thì Trung Ke chưa thể hiện được nhiều các bạn so với sự chờ đợi của ban ghế huấn luyện. Đá phạt lên. Hiếu Trung, Ngọc Trật, Minh Luân, Khánh Huy. Hoàng Trung là người đã có đường chuyền vừa rồi, không phải là một cú đá. Đại Hỷ, bóng đã chạm vào Hoàng Hưng. Hai tình huống cứu thua liên tiếp. Khánh Huy, thủ môn Hoàng Hưng bắt rất tốt các bạn. Khánh Duy, có thể đợt này là công ty Việt Thành ký hợp đồng với thủ môn luôn. Đá một góc cho Khánh Huy. Tỷ số của trận chung kết vẫn đang là không đều. Đá biên lên. Hiếu Trung, Nhật Tân, Minh Luân. Hoàng Hưng không chỉ bắt tốt mà còn có những lời nhắc nhở thiết thực cho các người đồng đội của mình. Thành Tài, Minh Luân, Khánh Huy, Khánh Duy, tiếng hai. Nhật Tân là người trả bóng. Rồi xin chào Bảo Vương nha, cảm ơn Cao Thanh Sang nha. Cảm ơn khán giả mới vào xem. Các bạn nhớ tham gia vào nhóm Zalo của iSchool Young Talent, có link đăng ký trong mỗi content để chúng ta có thể cập nhật thông tin cũng như là đưa ra ý kiến của mình cho những giải đấu sắp tới.
Rồi khán giả nào mà đem ghế ra nhớ đem ghế vào nha khán giả ơi. Hỗ trợ cho ban tổ chức và chủ sân. Cảm ơn khán giả. Phản công. Lại thế. Và bơ bơ. Tâm nhỏ FC đã có được bàn thắng sau tình huống phản công rất nguy hiểm. Đại Hỷ là người ghi bàn, cầu thủ mang áo số 14. Khánh Huy. Minh Luân. Thành Tài. Tài Côn. Khánh Duy. Hiếu Trung. Nhật Tân. Tình huống chạm bóng của Trung Tiến. Thành Tài. Khánh Duy. Khánh Huy. Khánh Duy. Quả đá biên. Tài Côn. Khánh Duy. Thành Tài. Đã có lỗi với Khánh Huy. Hàng rào đã cản phá được cú đá vừa rồi. Nhật Tân. Khánh Huy. Quang Trường. Khánh Duy, Quang ơi. Đá phạt góc, bóng đã chạm vào Minh Tâm. Minh Tâm bây giờ hết biết đau rồi các bạn. Đại Hỷ, đây, đường cho khe. Trung Tiến. Vẫn chưa có bàn thắng tiếp theo. Trung Tiến đã bỏ lỡ hai cơ hội trong trận chung kết này. Khánh Duy. Minh Luân. Những phút còn lại vô cùng hồi hộp. Quang Trường. Thành Tài. Trương Minh Dũng. Minh Tâm. Nhật Tân. Quả đá biên cho Tân Hà Gia. Đại Hỷ. Đảo chân. Đào góc. Vâng, vậy là đã có bàn thắng thứ hai. Tân Hà Gia là người ghi bàn. Hai không cho câu lạc bộ Tâm Nhỏ.
Thành Tài, Khánh Huy, Khánh Duy, Tài Côn. Đã đâu? Vâng, xin chúc mừng cho Tâm Nhỏ sẽ có được danh hiệu vô địch ở tuần thi đấu thứ hai của tháng 5. Xin cảm ơn khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mấy phút nữa. Rồi khán giả mình, ai đem ghế ra mình đem vào luôn nha quý khán giả ơi.